đến cửa hàng rồi. Mẹ cho em nằm đây nhá. Nhỏ ơi, chắc ngoan của mẹ ơi. Ngoan nhá, để mẹ kiếm tiền nuôi chắc nhá, nuôi các chị nữa nhá. Cái con kia. Dạ. Nói nhỏ thôi, em bé đang ngủ đấy. Ngoài đây con cứ lèm ba lèm bèm nói chuyện đến ma, tôi tưởng em đang tức. Cái mồm, cái mồm. Ngày cô mở hàng mày không ăn nói cho tử tế đàng hoàng được à? Ôi trời ơi. Chóc môi. À. Mày rửa tay chưa mà đòi sờ em? Thế cô rửa tay chưa? Thôi kìa, đương nhiên là rồi. Còn này. Không mà cô mở cửa hàng sớm thế này lại còn biết cả em nữa là làm được không cô? Cô mày trong từ điển không bao giờ có từ không làm được nhá. Chắc nhờ. Thế bây giờ cho mày làm gì hả cô? Bây giờ á? Này, thực hiện thủ tục. Thủ tục gì à? Nộp phạt. Nộp phạt gì cô? Mày đi muộn. Cháu đi. Cháu đi làm muộn có 3 phút thôi cô. 3 phút cũng là muộn nhá. Cô mày tay xách nách mang, một tay bế em, một tay mở cửa hàng. Cô cũng rất là mệt. Chưa kể mẹ mày gửi mày lên đây học nghề, hy vọng vào mày, tin tưởng vào cô dạy mày. Thế mà mày đi muộn như thế thì làm ăn cho trống gì? Nộp phạt 50 vào đây. Học hành không đàng hoàng tử tế 50. Không hiểu không hỏi 50. Nhanh. Cháu đến đây học việc chứ phải để nộp phạt cho cô đâu. Này, thế bây giờ mày học ra nghề, mày kiếm được tiền, mẹ mày mát mày mát mặt, cô mày cũng được thơm lây. Nộp đi. Vâng. Đi đâu đấy? Cháu lấy tiền nộp phạt cho cô. Thế thì được. Cô là cô cũng chỉ hy vọng mày về sau mày thành người thành tài thôi. Mày kiếm được tiền là ấm vào thân mày, cô được cái gì đâu. Cho tiền vào đây. Cháu lộp trước 30 nhá. Ok, sao lại thế? Thế cô có ba cháu ăn trưa đâu, cháu cũng phải sống chứ. Được rồi, mai nộp nốt 20 đấy. Thế bây giờ cháu phải làm gì hả cô? Mày dọn dẹp cửa hàng đi, cô trông em. Mày dọn dẹp cửa hàng đi, cô trông em. Ôi dồi ôi kìa. Ôi dồi. Hôm nay là ngày cô mở hàng, cấm làm đủ vỡ đấy. Vâng. Thơm. Dạ. Cất đi cho cô này rồi ra đây. Cô như bị làm sao ấy. Cháu cũng chẳng bao giờ tin vào cái trò cầu cúng này. Bây giờ cầu thần cầu thánh mà giàu được, người ta cờ đầy kìa. Cháu làm kia khách vào lùm lượp. Phủi phui cái mồm mày đi. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Nhanh lên. Phật mười phương, tín chủ con là Lê Phương Đào. Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt ạ. Con mở lại tiệm nail, mong thần tài thủ địa phù độ trì cho con. Khách vào ào ào, tiền vào đầy túi ạ. Con nam mô A Di Đà Phật, con nam mô A Di Đà Phật, con nam mô A Di Đà Phật. Một hai ba bốn hai ba một. Cũng như anh nói anh yêu em. Ô cô ơi. Cô. Gì? Cô cứ đi đi lại lại thế mòn hết gạch ấy. Ok con này. Tao bế em không đi đi lại lại thì lầm qua lầm lại hả mày? Cô đừng có nhại cháu. Mặt cô rõ ràng là đang sốt ruột vì chẳng có ma nào đến. Ui dồi ôi, mất công cả buổi sáng. Cầu cúng làm gì có khách đâu. Con này, mày. Mày. Tại mày hời hợt cho thần tài thổ địa ghét không cho khách đấy. Cháu làm gì? Này, bế em cho cô, nhanh. Ôi trời ơi, em ra chị bế nha. Cẩn thận. Đây, đây. Chấp. Đi ra.
làm gì đấy? Đuổi con bà đi. Rồi có khách đi. Ôi rồi ôi chị yêu. Đây. Em chào chị. Ôi đợi đợi chị tí để chị xem mà. Hiệu nghiệm luôn thấy chưa? Ăn may ấy ngáp phải ruồi cho cô. Cái con này mày cô lường cháu biết thôi. Mắt cô lé đấy. Chị lâu lắm rồi mới gặp chị đấy. Rồi cởi cái áo chống nó ra. Này. Eo em nhớ chị lắm ấy, chị có biết không? Hôm nay em phải làm cho chị một bộ móng đẹp nhất Vịnh Bắc Bộ luôn ạ. Này, nhớ gội cho chị cả cái đầu nữa đấy nhá. Móng ấy là chị có thể làm chỗ khác cũng được. Nhưng mà đầu chị đang bẩn, em không gội luôn cho chị bây giờ, chị ngứa lắm ấy. Rồi em nhớ rồi, em mời chị vào trong ạ. Vừa à, chồng đây. Anh xong việc chưa? Còn đúng một đơn này này. Thì giao nốt đi, em đón con rồi đi đón anh luôn. Ok vợ nhá. Anh ơi, anh có phải là shipper vừa gọi cho em đưa số điện thoại 32 không ạ? Chị là Nguyễn Hoài Thương đúng không? Vâng, em xin lỗi vì để anh chờ lâu. Em phải đi đón bé con nên về hơi muộn, anh thông cảm nhé. Không sao, chị có đơn hàng không đồng. Vâng. Ê, cẩn thận. Chị có bê được không? Chắc là không rồi. Hay anh bê lên nhà giúp em. Em gửi anh thêm tiền cà phê ạ. Đấy. Nhà thì một đoàn tàu há mồm. Chút cả vào vai con Đào. Căng đấy. Thế sao không bảo ông bà ở quê ra đỡ cho một tay? Dạ, bố mẹ cháu ở quê vẫn còn lo việc đồng áng. Trâu bò lợn gà. Bây giờ mà bỏ hết lên đây bế cháu thì ở nhà không có ai trông ạ. À. Với lại cháu cũng đang định kiếm việc làm thêm tại nhà để đỡ đần cho vợ cháu ạ. Ừ, đúng rồi nhỉ em nhỉ. Không làm thì lấy gì mà nuôi em nhỉ. Bác, thêm bác Sang có việc gì đấy ạ? À, thì cũng là chuyện tiền nhà. Như nhà cậu là cũng chậm đến tuần rồi đấy. Đồ ăn ngon như thế này mà không làm tí rượu ấy thì đúng là phí. Chị biết thừa là anh Nghiêm không thích uống bia rượu mà. Dở hơi. Mà chị đấy nhá, vẫn chưa từ bỏ ý định cho anh Nghiêm uống rượu cá ngựa. Chị hỏi rồi, cái này hiệu nghiệm lắm. Nó không thích uống rồi thì cho vào đây. Chị, thôi. Em đã nói với chị rồi là em với anh Nghiêm đang rất ổn, không cần dùng đến cái này. Với lại chị không định ăn hay sao mà cho vào. Này, vì hai đứa em của chị nhá, chị nhìn một bữa có làm sao, ăn rau quả canh cũng được. Thôi thôi thôi, em xin chị đấy. Ngày mai bọn em còn phải về quê để dỗ đầu bố em nữa. Rồi lỡ anh Nghiêm ăn vào có chuyện gì, mai không về được, rồi họ hàng láng giềng họ cứ nói ra nói vào ấy, mẹ em lại buồn lại suy nghĩ đấy. Có em mới là đứa nghĩ nhiều ấy. Ở cái cuộc đời này, chị mà là đứa kỹ tính thứ hai thì không ai kỹ tính số một nhá. Em sợ nó say cái gì thì đổ nửa chai thôi. Thôi thôi thôi, thôi chịu. Để đấy, để chị cho bỏ cái tay. Ôi ra. Chắc ơi, mẹ về rồi đây. Cấm. Đứng dịch ra. Tao chỉ ngửi được mùi nước đái thôi. Nó mà ị ra đấy đừng có trách. Mình trơm thế này mà cứ bảo là mình hôi nè. Hư chết nè. Ờ, lại đi đâu rồi? Không phải đèo người ta đi chơi à? Ghét. Thank you.